Không chỉ những chiếc đầm đẹp mới mang lại vẻ ngoài xinh xắn cho các bé, các mẹ hãy thử cho bé con của mình mặc kiểu áo trễ vai này, kết hợp với quần sóc hay chân váy sẽ tạo ra hiệu ứng bất ngờ đấy. Khi may áo trễ vai, các bạn nên chọn chất liệu thô mềm, ít nhăn để dễ dàng giặt ủi mà bé lại mặc thoải mái nữa. Trong clip chia sẻ của tuần này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách may áo trễ vai cho bé gái, phần cổ, tay áo và gấu áo nhún chun. Để có được bản thiết kế áo trễ vai cho bé, các bạn hãy truy cập vào website adcutoy.com và tìm trong chuyên mục cắt may trẻ em là có nhé. Trước tiên, các bạn chuẩn bị cho mình một mảnh vải thô, một chiếc kéo cắt may và phấn may. Đây là hai chi tiết dập thân áo và tay áo. Các bạn ốp dập lên vải rồi cắt chừa đường may ở sườn thân áo, ở nách, gấu áo và phần vai là 1,5 cm. Cắt hai chi tiết thân áo, thân trước và thân sau bằng nhau, hai chi tiết tay áo. Và bây giờ các bạn hãy cùng mình bắt tay vào may áo trễ vai cho bé nhé. Bước 1, các bạn hãy máy ghép vòng nách của thân áo với tay. Và đây là kết quả của bước 1 nhé. Bước 2, các bạn máy sườn tay xuống sườn thân áo. Và đây là kết quả của bước 2. Bước 3, các bạn vắt sổ gấu áo, gấu tay và phần vai. Ở mẫu này thì là mình sẽ may gập gấu áo, gấu tay và vai, do đó là mình vắt sổ. Còn ví dụ như các mẫu khác, các mẹ có thể là muốn để cho chiếc áo nó mềm hơn thì các bạn có thể quấn biên các cái phần này.
Bước 4, các bạn máy gập gấu tay, gấu áo 1,5cm và máy gập phần vai là 1cm. Bước 5, các bạn dùng thước kẻ vẽ các đường thẳng ở gấu áo, ở vai, ở gấu tay để may chỉ chun được thẳng hơn nhé. Bước 6, thay chỉ chun rồi máy theo đường vừa vẽ. Và đây là sản phẩm sau khi mình đã may xong 6 bước trên. Các bạn hãy nhấn vào nút subscribe của kênh YouTube Aputoi Do It Yourself để đón xem các clip hướng dẫn may mới nhất của mình vào lúc 20h30 tối thứ 6 hàng tuần nhé.